Đây là một cái quán nhỏ ở trên vùng biên giới của Lào và Việt Nam. Vùng biên giới này là vùng biên giới cửa khẩu Bờ Y, từ hướng cửa huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, chúng ta đi sang Lào. Một quán nhỏ và chúng ta đang nghe các bạn Lào hát karaoke. Các bạn Lào đang say sưa hát karaoke, rất là vui. Nghe không hiểu gì cả. Nghe không hiểu gì cả các bạn. Hay là chúng tôi đang ngồi uống nước tại một cái quán nhỏ ở vùng biên của Lào. Ở đây thì người ta bán là với giá là 5.000 kiếp một lon nước ngọt bất kỳ. Bạn mua nước ngọt gì cũng được, bò húc cũng được, mà là Pepsi hay là cái chai gì lung tung của Lào nó cũng vẫn là 5.000. 5.000 này là tương đương với 12.000 đồng tiền Việt Nam. Rồi uống 4 lon bò húc là hết 50.000 tiền Việt Nam. Như vậy là chúng ta thấy là giá so với Việt Nam là rất rẻ. Nếu mà mua bò húc là rất rẻ, nhưng mà với cái nước ngọt khác thì thấy cũng không cũng bình thường, tại vì ở đây họ bán giống nhau, nước nào cũng giống nhau hết, cũng đều 5.000 kiếp cả. 4 lon bất kỳ là 20.000 kiếp, tương đương với 50.000 tiền Việt Nam. Họ làm biến làm đá mà đến nỗi họ cắt cái bỏ vô trong một cái lon nước suối nè các bạn, cái xong rồi họ cắt ra nè, như là một cái cục đá này, sinh hoạt cục đá nó khó khăn kinh, cuối cùng là họ đưa cho cái cục này đây, đây này. Còn bia ở đây thì người ta bán 12.500 kíp, 12.500 kíp, cái nghĩa là gấp 2,5 lần một lon nước ngọt, nghĩa là nếu mà chúng ta đưa tiền Việt Nam thì họ bán là với giá là họ nói là 30.000, hơn 30.000. Chúng ta tiếp tục nghe các bạn thưởng thức giọng hát karaoke của các bạn Lào. Các bạn Lào đang hát karaoke, các bạn đã nghe không? Ở một cái bàn bên cạnh đấy, đó là những người bạn Lào chúng ta đang hát karaoke. Tôi nhắc lại đây là một quán nhỏ ở vùng biên giới Lào và Ngọc Hồi của tỉnh Kon Tum, đây là biên giới cửa khẩu Bờ Y và chúng ta đang ở trên đất Lào. Các bạn xem người Lào ở vùng biên giới người ta lấy nước mưa người ta sử dụng sinh hoạt như thế nào. Đây người ta để cái băng xối này, cái băng xối để hứng nước mưa và cho xuống hồ, cho một số cái hồ nước. Ồ, cái gì mà hồ nước dưới này trắng bóc rồi các bạn à. Ồ, dưới này là vôi
và nhiều người ta sử dụng vôi để dưới cái đáy hồ này để người ta lọc này các bạn. À, ở trên cái miền cao cao người ta để một cái vòi nước nó cao hơn cái mực vôi. Hình như là vôi này là để lọc nước đó các bạn, người ta xài như này. Mới lần đầu tôi nhìn vào tôi tưởng như nước này làm sao mà xài được, đúng không? Nhưng mà người ta đã sử dụng vôi này, người ta lọc để người ta uống. Đây cái ống nước ra, ống nước ra đây các bạn. Lấy từ nước mưa xuống và làm cái máng xối này là biến quá cho này, họ lấy đại miếng tôm thiệt to phải được luôn. Đây là cái hồ nước ở một cái nhà dân ở vùng biên giới làng.